Với diễn biến thiên tai ngày càng cực đoan, tại Đà Nẵng, tình trạng ngập úng đô thị diễn ra ngày càng thường xuyên hơn và mới nhất là đợt mưa lớn diện rộng vừa qua, gây ngập sâu nhiều khu vực khiến hàng ngàn hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn. Chủ động ứng phó với tình trạng này bằng cả giải pháp trước mắt lẫn căn cơ lâu dài là yêu cầu đặt ra. Với tổng lượng mưa đo được gần 800mm trong đợt vừa qua, trên địa bàn quận Liên Chiểu có hơn 100 vị trí bị ngập nước, trong đó có đến 24 vị trí ngập từ 1m trở lên. Để đảm bảo an toàn, hơn 6.000 người đã được di dời sơ tán. Rút kinh nghiệm từ đợt mưa đúng thời điểm này năm ngoái, người dân vùng rốn ngập Hòa Khánh Nam đã chuẩn bị ứng phó để giảm thiểu thiệt hại. Tủ này là lật hết, tủ nó cũng lật luôn. Không có cái gì trong nhà là cộng gì, lúc hết luôn, là năm ngoái. Năm nay thì mình rút kinh nghiệm là mình có cái gì là mình đưa lên chỗ này cô quan xí. Chúng ta sống chung với lũ rồi, thành ra là chúng ta phải có cái chuẩn bị. Thứ nhất là đưa đồ đạc lên trên, thứ hai là chúng ta phải kiếm cái nơi cô rớ để chúng ta tránh lũ hoặc là tránh bổ. Cho nên cái điều đó là anh em đang nuôi trong nhân dân đây cũng đã có cái tính toán hết. Lượng mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường khu dân cư bị chìm trong nước. Tuy nhiên so với đợt mưa lịch sử ngày 14 tháng 10 năm ngoái, thì thiệt hại được giảm thiểu đáng kể nhờ thành phố đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó hiệu quả ngay từ đầu. Từ công tác dự báo, thông tin cho người dân biết, đến việc triển khai các phương án, huy động lực lượng hỗ trợ người dân, nhất là sơ tán các trường hợp tại vùng trũng thấp, được tiến hành đồng bộ kịp thời. Anh em là luôn luôn nêu cao tinh thần giúp đỡ nhân dân, chứ không có ngại khó khăn về vấn đề hết. Là có phao với lại có xuồng là anh em xuống là hỗ trợ hết. Bà 24 giờ 24 là hỗ trợ cho người dân hết, chứ không có bất kể là lúc nào hết. Anh em cũng không bị ngơi. Có thể thấy, ngoài việc chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, thì việc nâng cao ý thức của người dân về khơi thông cửa thu nước và đồng loạt ra quân, nạo vét cống rãnh đã góp phần quan trọng giúp giảm thiểu tình trạng ngập úng trong đợt mưa vừa qua. Ủy ban thành phố đã tập trung chỉ đạo, yêu cầu sở xây dựng và các quận huyện theo cái phân cấp của mình đẩy nhanh cái kế hoạch để nạo vét khơi thông cống rãnh và tổng ra quân để mà đào vát tư ông bệnh và tuyên truyền cho người dân nhận thức trong vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là các vấn đề không những cái đổ nước thải, xả nước thải và không được biết các cái hố thu gom nước thải cái vỉa hè trước nhà mình. Thiên tai đang ngày càng trở nên cực đoan, ngập úng đô thị có nguy cơ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ngoài việc đầu tư hạ tầng thoát nước, thì các kịch bản ứng phó ngập úng cần thường xuyên được cập nhật phù hợp. Đồng thời với đó là sự chủ động, đồng lòng từ mỗi người dân để công tác phòng chống ngập úng đô thị nói riêng và thiên tai nói chung đảm bảo hiệu quả cao nhất.